Phương, Phương ngồi bên run. Rồi, bây giờ nhìn nè. Bây giờ vẽ nè, nhìn nè, vẽ. Nhìn nè. Ta sẽ có đây, cuộc trước đây. Cuộc cái nó hoành tráng. N New. À, các bạn sẽ có hai bảng, nó có quan hệ, mối quan hệ với nhau. Bảng thứ nhất là bảng phân loại sách. Đây, bảng thứ nhất là bảng phân loại sách. Insert cái bảng cái coi. Rồi nó không cho, add tag vô đã. Rồi đã cho. Ủa không cho nữa. Rồi, bảng phân loại sách thì bảng này nè, là bảng tôi đặt tên là bảng phân loại, ok. Nó có là ID mã sách ha, ID sách. ID loại chứ. Rồi, tên loại. Để cô coi lại cái trường của nó cho chắc nha. Phân loại chưa có hả trời. Đâu có chưa, người dùng sách hóa đơn chứ có phân loại, đúng rồi. Ôi giời, qua đây. Giờ này chưa có phân loại đây. Thể loại gồm mã tên mô tả, mã loại tên loại mô tả vị trí, được chưa? Đây, cô gõ ra đây. Nhìn nha. Tên loại mô tả vị trí. Cái vị trí này kiểu in kệ nó, đừng không ảnh hưởng gì vào bình thế giới hết trơn. Cái anh này là khóa chính cho nên cô sẽ bôi đầm nè. Nhìn nè. B nè, Ctrl U nè, gạch chân nè. Để các bạn biết nó đang là key, primary key ha. Ok. Rồi các bạn sẽ có một cái bảng thứ hai, Ctrl C, Ctrl V, nằm cái này kéo sang đây. Bảng thứ hai là bảng sách nè. Có ID sách nè. Đúng không? Cô để đâu rồi? Mã sách, mã sách, mã sách, mã sách. Ôi giời, mã thể loại. Cái này sách là gì ạ? Mã sách, mã thể loại, foreign key. Đây, hỏi ID, cái này mã. Cái này cô để là mã sách. Rồi, mã thể loại. Mã loại. Chữ thể thêm dài, tiêu đề. Tiêu đề. Rồi gì nữa? Tác giả, nhà xuất bản, giá bìa, tiêu đề. Tôi bỏ cái tác giả hay sao các bạn ơi? Xin lỗi nha, nhìn qua đây. Qua đây, tôi để cái sách down. Tên sách. À, có tác giả. Nhà xuất bản đầy đủ. Vậy có tác giả, nhà xuất bản, giá bìa, số lượng. Rồi, ok. Đấy, thì ở đây các bạn sẽ thấy là có cái bảng này nè. Cái bảng mã loại này nè. Bảng này có cái mã loại, nó tham chiếu tới cái khóa chính bên này. Khóa này là khóa phụ, foreign key. Được chưa? Ok. Được chưa? Thì bây giờ như này. Nhìn nè. Bây giờ tôi sẽ vẽ một cái form ha. Tôi sẽ tạo cái này không, cô không tạo nè. Cái này tôi để đây, tôi không tạo ra. Ok. Nhưng mà cô tạo cái này để cô hướng dẫn để các bạn nhìn cho rõ nha. Bây giờ khi cô thêm mã sách, cô thêm sách thì cô phải có phân loại trước. Thì cô mới thêm được mã loại vào. Hiểu không ạ? Nếu cô không thêm phân loại trước mà cô thêm đây thì chỗ này cô bắt buộc phải để trống. Bởi vì như sao? Khi hai cái bảng này có tham chiếu thì nó có một cái ràng buộc, gọi là ràng buộc tham chiếu. Ta gọi là reference constraint, đó là ràng buộc tham chiếu. Ràng buộc tham chiếu này nó có ba cái ràng buộc như sau. Nghe nè. Ràng buộc thứ nhất
là về insert thêm. Khi tôi thêm mã loại vào cái sách thì mã loại này nó phải tồn tại ở bên này rồi. Ví dụ bên này tôi có cái mã loại là, tôi insert vô table 4 cột 4 4. Ui chà, Ctrl Z đi ha, tôi thêm ở dưới này cho nó khỏi lỗi nha. Nó lỗi, nó đè nhau các bạn. Đấy, tôi thêm anh này vô, vô đây cho vui. Đấy, vậy thôi. Tôi thêm cái insert cái table vào đây 4 cột. Đó, 4 hàng. Ví dụ cái này, cái này là mã loại, cái này là tên loại, mô tả, cái này là vị trí, cái này là tôi đang hướng dẫn về database đây nha. Mã loại ví dụ như loại sách, tôi có là S sách 0001. Tên loại là, cái phân loại này là văn học. Mô tả là những sách văn học trong nước và nước ngoài. Tôi thêm cho vui thôi, chứ không ai cái này sâu dài cái này đâu. Đấy, thêm nó vô. Vị trí kệ nó các bạn, đừng quan tâm quá mấy cái đấy. Đó, vô vị trí để in, tôi để số 1 S002. Vì cái này là cái gì ạ? Ví dụ toán học. Đó, toán học thưởng thức. Cho vui, không có toán học nào mà thưởng thức. Vị trí số 2, tức là vị trí để nó, số 2. Rồi bây giờ tôi thêm sách nè. À, tôi thêm sách nè. Thêm cái nữa, insert sách. Đấy, đấy, mấy hàng mấy cột ta. Đây, 2, 4, 6, 7 cột. 2, 4, 6, 7 cột. Đó, cái này các bạn thấy là mã sách, mã loại, cái này là tiêu đề, cái này là tác giả, cái này là nhà xuất bản, cái này là giá bìa, cái này là số lượng. Xong đấy, ví dụ cái này là mã sách của tôi là, cái này là loại đi ha, L sách nè, S như 0001. Sách có, sách thì nên nhiều hơn loại, loại thì cùng lắm là 2-3 loại cho nhiều. Đấy, ít thôi. Đó, sách thì có thể hàng nghìn cái, các bạn để cái mã dài. Ví dụ vậy, mã loại như nào, nếu cái này các bạn nhập là L001 thì đúng, nhập L03 là sai. Tại vì ở trên kia nó không có, trong bảng này không có, hiểu không? Cái ràng buộc này là ràng buộc thêm. Khi tôi thêm vào bảng sách thì bắt buộc cái mã này nó phải có tồn tại ở trong cái bảng loại. Không tồn tại trường hợp này là sai, hiểu không ạ? Trong trường hợp này 1 và 2 hoặc 2 là đúng, hoặc không thì các bạn bỏ trống không thêm, để nôn. Tại vì trường này cho phép nôn thì các bạn để nôn. Khi nào các bạn cập nhật phân loại để các bạn hãng thêm vào, update thêm vào, hiểu không? Đó, 1 là để nôn, 2 là nếu mà có thì phải là tồn tại trong bảng phân loại. Đó là ràng buộc thứ nhất, ràng buộc insert. Ràng buộc thứ hai, ràng buộc sửa. Nếu tôi sửa cái mã loại ở đây mà lỡ ở đây có ràng buộc rồi, tôi sửa lại thành cái này là thành 03, sửa lại thành 02 được không? Tôi sửa từ 01 thành 02 được không? Tôi sửa thành từ 01 thành 02 được không? Được không? Sao được? Tại sao sai? Lý triết. Mỗi loại sách nó có bản nhau, không trùng. Bây giờ tôi thêm 02, hai ông này mã nó trùng mất tiêu rồi, hiểu không? Đấy, sửa lại thành 02 không được. Tại vì mã khóa chính là không được trùng. Khóa chính có hai đặc điểm này, hai tính chất nè, không được nôn và không được trùng luôn. Đó là khóa chính, hiểu không?
Khóa chính là không được nun, không được trùng. Bây giờ tôi sửa không một thành không hai là không được. Hiểu không ạ? Lỗi. À, sửa thành không ba thì đương nhiên được. Bây giờ nhìn nào. Cái này tôi đang dùng. Đồng ý không? Tôi đang cái không một tôi đang dùng ở đây. Mà bây giờ sửa lại của tôi mất tiêu rồi. Sửa lại tôi không ba rồi. Thì nó không cho phép. Tuy nhiên nó có các tình huống như sau xảy ra các bạn à. Có thể các bạn đặt điều kiện là các bạn xóa 03 thì ở đây nó sẽ cập nhật lại 03 luôn. Hiểu không? Hai là sửa lại 03 thì ở đây các bạn để là nun. Xóa luôn. Tôi đâu biết nó là loại nào. Hiểu không? Tôi lỡ update thì tôi những cái nào mà tham chiếu tới nó tôi sửa lành nun hết. Đúng không ạ? Tình huống thứ ba là các bạn sửa nó thành cái gì ạ? Default. Cái default này á là cái lý thuyết của cơ sở dữ liệu nha. Tức là khi các bạn tạo cơ sở dữ liệu, set cho nó một cái ràng buộc là default. Tức là nếu không nhập thì nó sẽ ngầm đình đó. Ví dụ tôi không nhập thì nó ngầm đình là không. Hiểu không ạ? Thì nó sẽ set về default là set về không. Hiểu hiểu ý không? Đó. Hiểu chưa? Đó. Thì đấy là tình huống ràng buộc kìa. Ràng buộc về cập nhật. Tương tự ràng buộc về xóa. Bây giờ tôi đang dùng cái L001 mà xóa ông này đi thì ông này bơ vơ à? Đúng không? Hiểu không? Bây giờ ông này tôi xóa đi, tôi bơ vơ à? Hiểu không? Vậy tôi phải gì ạ? Cũng tương tự như update. Một là tôi xóa luôn cả ông này. Mạo hiểm, tình huống này không bao giờ được làm. Tôi xóa cái loài, xóa luôn sách. Tình huống này không bao giờ được làm. Các bạn nên cấm cái tình huống này. Hiểu không ạ? Được phép nha, nhưng không nên xét. Xét như vậy mạo hiểm lắm. Tôi lỡ tay tôi xóa cái những dữ liệu về sách rồi, hàng nghìn cuốn sách cùng loài đó, hàng trăm cuốn sách nó mất hết. Mạo hiểm không ạ? Mạo hiểm vô cùng. Xóa. Tình huống tôi để về nun, được không? Cái này dễ hơn à, đúng không ạ? Hoặc là để về default, giống như update. Hiểu hiểu ý không ạ? Đó, vậy nó có ba cái ràng buộc. Ràng buộc thứ nhất là ràng buộc insert. Thêm, thêm thì nằm ở trên cái bảng sách. Thêm, thêm trong bảng sách thì nó cái mã loại này nó phải tồn tại trong cái bảng bảng phân loại. Hai là update. Update nếu mà có tham chiếu rồi mà update thì các bạn một là update toàn bộ, hai là set về null và ba là set về default. Hiểu không ạ? Tình huống xóa. Xóa, xóa anh này thì những cái gì tham chiếu xóa hết. Tình huống này tôi khuyến cáo không bao giờ được dùng. Không nên dùng vào trong thực tế các bạn. Người ta dùng không dùng câu lệnh delete đâu. Delete xóa hết dữ liệu nguy hiểm lắm. Tại vì cái tình huống mà người dùng lỡ tay là rất dễ. Hiểu không ạ? Không, thực ra các bạn có đi làm thực tế mới biết. Tôi đi làm là không bao giờ dùng câu lệnh delete from hết trơn. Update nó về một cái trạng thái nào đó. Đổi trạng thái nó đi. Cái này khi nào có cơ hội tôi sẽ nói nhiều hơn nữa ha. Tại vì lý thuyết về cơ sở dữ liệu nó hay lắm mà nó nhiều. Đúng không ạ? Đấy. Quá, từ nãy giờ tôi nói rõ quá rồi, có rối đâu. Từ nãy giờ nói. Không, delete nha, nhắc lại không. Delete nha. Ví dụ tôi cái này là L001. Bây giờ cô nhắc lại delete nào cũng hơi khó hiểu. Tại vì tôi là làm nhiều thì tôi mới nhớ, các bạn không nhớ được đâu. Cái này có tham chiếu và delete. Thêm một cái nữa đi. À cái nữa đi. Ví dụ S02 đi, cũng là L01 đi. Đó, cũng là L01 đi. Ví dụ như vậy. Cái này 02 đi. Cuốn sách gì đó, cuốn theo chiều gió gì đó, đúng không? Thì hai cuốn sách này có phải tham chiếu với cái này không? Vậy bây giờ này, nếu tôi xóa cái này thì phải hai cái này sẽ bơ vơ đúng không? Thực ra nó bị lỗi. Nếu các bạn không mà set cho nó là nó lỗi á, nó không cho đâu. Ràng buộc này nó lỗi ngay. Bây giờ ta có thể set các tình huống như sau. Trường hợp có tránh lỗi ha, ta có thể set tình huống này. Xóa anh này thì hai anh này đều được bị xóa theo. Các bạn thấy nguy hiểm không? Dữ liệu mà hàng trăm dòng mà xóa một dòng, mà những hàng trăm dòng tham chiếu với nó xóa hết. Vậy bao nhiêu công sức các bạn nhập liệu? Dữ liệu là nó cực kỳ quý giá đúng không ạ? Mất bao nhiêu thời gian để nhập lại? Tình huống này là khuyến cáo không nên dùng. Hiểu không? Không nên dùng. Rồi tình huống thứ hai nè, giống update là gì ạ? Tôi sửa cái này thì tất cả những cái này được sửa theo.
được không? À quên, tôi xóa cái này, xóa không được dùng nhé, tôi đang xóa, xin lỗi. Rồi xóa cái này, tất cả những cái này đưa về nun. Hiểu không? Nun, được chưa? Rồi, hoặc là tôi xóa những cái này, tôi xóa cái này thì những cái này đưa về default. Ví dụ lỡ tôi set default là không thì nó sẽ đưa về không. Hiểu không ạ? Thì dữ liệu vẫn còn. Được không? Thì cái đấy được gọi là ràng buộc tham chiếu ha. Được chưa? Đấy. Vậy ta không đi làm sâu xa như vậy. Bây giờ tôi sẽ nói cái tình huống tí nữa làm. Tôi sẽ nói các cái tình huống này. Tôi xử lý trên code như thế nào. Hiểu không? Tôi chẳng cần gì là tôi select nó có. Tôi bảo là không được xóa. Xong. Nếu như anh má loài này các bạn nhấn nút xóa, tôi nói là không được xóa bởi vì cái này đã tham chiếu tới bằng sách rồi. Hiểu không? Chứ đổi chi cho cực đúng không? Bây giờ các bạn đổi những cái này chi cho cực đúng không? Cái này phải set câu lệnh cho nó, chứ các bạn đổi tay không được đâu nhá. Phải set câu lệnh từ đầu, cái này nói sau, thực ra nó dài lắm. Cái câu chuyện nó các bạn phải set nhiều lắm. Hiểu không? Đó, bây giờ tôi sẽ bắt lỗi là nếu anh xóa cái này mà anh tồn tại cái này rồi, tôi bảo lỗi là có rồi, không được xóa nữa. Hiểu không? Tham chiếu với anh sách rồi, không được xóa nữa là xong. Trường hợp tình huống này không xóa được. Thực ra các bạn biết không? Các bạn đi bảo vệ dự án ấy, tôi chỉ cần hỏi như này nào. Tôi sẽ để các bạn có hiểu về database không? Tôi không cần nhìn code. Tôi không cần các bạn có viết được code hay không. Nhưng mà để các bạn hiểu được database không, tôi sẽ lấy hai cái bảng tham chiếu. Ví dụ em làm với bảng phân loại đúng không? Rồi, bây giờ tôi sẽ làm cái demo. Tôi nói bây giờ nè, em nhập cho tôi mấy cái phân loại. Được chưa? Các bạn sẽ demo nhập bạc nhập vô đúng không? Rồi bây giờ tôi nói là em nhập cho tôi cái sách mà có phân loại đó. Hiểu không? Rồi các bạn nhập sách bạc vô. Bây giờ tôi mẹo, tôi lừa các bạn, tôi hỏi nè. Bây giờ thêm được không? Thêm được rồi. Bây giờ edit được không? Sửa được không? Được, sửa được rồi. Hiểu không? Validation form có ok không? Bắt lỗi á. Ok rồi, bây giờ tôi hỏi nè, bây giờ xóa được không? Được. Bây giờ tôi hỏi nè, chắc không? Tình huống nào được xóa? Nói, nhiều bạn không biết là nói xóa được hết. Ví dụ vậy. Đúng không ạ? Nếu các bạn không để ý là nó xóa được hết. Tại vì bình thường các bạn test nó xóa được hết mà. Bây giờ tôi hỏi các bạn, bây giờ cái phân loại này có xóa được không? Nếu các bạn mà làm mà xóa được là các bạn code sai. Code có vấn đề. Khi có tham chiếu mà cho xóa luôn mà anh kia không ảnh hưởng gì là các bạn có vấn đề. Mở lại cái bảng sách cái là biết ngay. Ô cái phân loại khi nãy tôi thấy phân loại khác, bây giờ phân loại để đâu rồi, mất rồi. Hiểu không? Tình huống thứ nhất là các bạn sai. Hai, nếu các bạn trả lời được không cần biết các bạn code hay không. Nếu các bạn trả lời được cái này nè, cái này không xóa được bởi vì cái này có tham chiếu tới cái bằng sách rồi. Chỉ cần hỏi như vậy là biết các bạn hiểu về database. Đơn giản vậy thôi. Hiểu không? Hiểu không? Còn cũng không cần hỏi sâu xa là nếu các bạn thật sự giỏi thì tôi sẽ hỏi tiếp để biết là các bạn hỏi đến mức nào, biết đến mức nào thôi. Thực ra nói thật, các bạn giảng viên hỏi nhiều á là hỏi để các bạn biết đến cái mức nào thôi. Chứ còn hoặc là khi mà các bạn bảo vệ dự án hoặc gì hết, giảng viên ngồi dưới là chủ yếu là góp ý để các bạn cải thiện thôi. Chứ còn điểm thì thực ra các bạn quá trình các bạn học như nào thì biết rồi. Hiểu không ạ? Đây, góp ý để các bạn cải thiện thôi. Được chưa? À, để mình biết mình bổ sung được cái gì vào đó. Hiểu không? Đây. Vậy, đó nhá. Xong chưa? Rồi bây giờ nè, bây giờ tôi sẽ mô tả trong code. Bây giờ nhìn nè, bây giờ tôi cái này tôi chưa làm vội. Cái này tại vì thời gian không có nhiều đâu, cô demo nhanh thôi. Cái này tôi chưa làm vội, tôi sẽ làm cái sách trước nhá. Sách trước thì bây giờ nhìn nè, cái giao diện thiết kế thì đương nhiên cái này các bạn lưu ý cho cô nè, cái mã loại, cái chỗ này bắt buộc phải để cái spinner cho các bạn chọn nhá, đúng không? Cái chọn loại, chọn phân loại bên này. Để các bạn tự gõ là không đúng. Gõ lộn đi sao? Nó bị lỗi insert. Insert mà không có. Ví dụ tôi gõ L02, bây giờ tôi đâu biết L gửi đến không mấy. Đến không 10, 11, 12 gì đó. 12 cái loại tôi đâu có nhớ loại nào. Đúng không? Thì tôi nên sổ ra. Hả? Không, mình có spinner nó sổ dùng luôn. Cái đấy là lip chứ không phải spinner. Cái đấy là không phải là spinner. Spinner nhấn là nó sổ xuống hết luôn.
kéo xuống nhiều quá mới chọn. Đúng rồi, đó là cái nhược điểm của spinner, kéo xuống. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là các bạn có thể cải thiện bằng cách là các bạn cho cái shirt, cái sổ của em cũng có thể nhiều. Tại vì cái sổ của em á, cái nhắc đó, cái nhắc của em đa phần là nó sẽ lấy hết trong database ra. Cái đấy nó lấy hết database ra thì cũng nó không khác spinner, nó cũng sổ ra một đống, hiểu không? Ờ, mà tốt nhất là những cái dữ liệu mà nhiều á thì các bạn không để spinner, mà các bạn cho nó cái nút để nó mở ra một cái nó sợt xong nhấn cái nó nhảy sang, hiểu không? Tìm á, tìm xong nhấn cái nó điền vô, hiểu không? Tìm kiếm được cái mã xong nhảy nó điền vô. Ok, đấy, cái giải pháp đấy nó hay hơn. Thực ra dữ liệu mà nhiều đến hàng trăm dòng các bạn là bắt buộc phải tìm sợt, spinner không sổ nổi đâu. Spinner là tình huống có mấy chục loài thôi, mười mấy loài thôi, hiểu ý không? Đấy, nhưng mà thôi tôi demo cái này cái đã nhá, demo cái tối giản trước đi. Chứ làm cái sợt kia là ta phải thêm một cái activity khác mở ra, hiểu không? Tôi sợt, sợt cái phân loại, sợt xong tôi ok một cái thì nó nhảy phân loại vào đây, hiểu không ạ? Rồi, bây giờ tôi sẽ tạo nè. Sách activity chưa có đúng không? Rồi tôi sẽ tạo cái sách activity. Cô viết thì hơi khác trong kia, kia là sách activity là cái insert. Ấy con chuột của cô nó đâu mất tiêu rồi ta? Đây. Activity nào. Cái sách activity có nghĩa là danh sách đã list, hiểu không ạ? Đây, cô có cái giao diện nha. Rồi, public class sách activity. Không có hả các bạn? Ủa? List. List sách. Ủa? Không có sách hả các bạn? Sách là cái gì ạ? À, book à, book à? Ui giời. Book. Đây, book activity. Có hả? List book. Đây. Phải cái này không? Đây đây đúng không? Có tìm kiếm nè. Ok, cho nó nhanh nha. Linear luôn nè. Ôi sao lâu dữ vậy? Các bạn cố gắng cái database á, mỗi ngày các bạn thấm một tí nhá. Cái database hay lắm. Ok. Nếu mà cảm thấy mà cái gì không hiểu cứ hỏi, đúng không ạ? Khi các bạn hỏi á thì cô giải thích, các bạn sẽ hiểu, giải thích kỹ. Còn bây giờ mà các bạn không hỏi, tôi sẽ nói từ A tới Z thì các bạn không có ngấm, hiểu không ạ? Không có ngấm, không có thấm. Rồi, copy cho nhanh nha, cái này cô không có trau chuốt, mất thời gian. Ok. Sách activity xong. Rồi. Ok. Rồi insert sách. Khoan, sách activity làm trước đi. Làm trước cái này đi ha. Rồi đến sách đao. Có rồi. Ồ xong rồi. Chưa có sách adapter. Tạo nha. Nếu đăng nào tạo tạo luôn ha.
sách adapter. Tôi cũng copy luôn ha các bạn, mất thời gian lắm. Sách khoản FP book adapter đây rồi. À đây, chỗ này mới là quan trọng nè, cái adapter này mới quan trọng nè. Nó implement fin implement filterable, cái này là tìm nè các bạn nè. Ok, cái này cô gõ, cái okay, không có cô gõ ha. Extend by adapter. Control ni để implement bốn ông này. Được chưa? Thêm constructor. Cái này hiểu không? Quen chưa? Set adapter. Đối số của ta sẽ là một cái context đúng không? Context. Hai nữa là array list sách ha. Sách có như cái này cô tạo rồi đó, sách cô tạo rồi ha. List. Đó. Rồi, hai ông này ta khai báo để các bạn làm gì ạ? À? À để các bạn sử dụng nha. Đó. Rồi các bạn gán lại, các bạn cái này là truyền vào nè. Cái này còn biến, cái này là biến ở trong class sách adapter nè, tôi gán ngược lại cái biến nó để các bạn dùng nè. Hiểu không ạ? Dit.context gán bằng context, cái này là để dùng. Tôi dùng là dùng anh này nè. Còn anh này là truyền vào nè. Đúng không ạ? Đây, dit.list danh sách bằng danh sách. Đấy, cái này khi nào dùng nó ở trong cái sách activity dùng nó thì truyền vào ở đây. Còn cái này là tôi để dùng phía trong cái class là sách adapter. Đúng không ạ? Tương tự cái này là get count là trả về gì ạ? List.size. Còn cái này trả về là list.get position. Tại sao lại get position? Các bạn nhìn nhá. Chỗ này là một cái danh sách, một array list. Thì cái này để trả về mỗi phần tử mà lại có đối số là cái vị trí, thì tôi chỉ cần lấy cái danh sách chấm get cái vị trí là nó ra cái object tại vị trí đó. Hiểu không ạ? Ok. À, còn đây là trả về kích thước. Ví dụ như sách, danh sách này có 5 cái list này có 5 cái cuốn sách, nó trả về là 5. Hiểu không ạ? Cái danh sách này có 5 cuốn sách thì nó trả về là 5. Đấy, list.size. Hiểu không ạ? Mỗi cái phần tử nó là một cuốn sách. Làm nhưng mà cái này là danh sách của nhiều cuốn sách. Hiểu không ạ? Tôi tạo một array list, một collection để tôi lưu trữ nó. Hiểu không ạ? Thay vì mảng, các bạn lưu trữ mảng cũng được. Thay vì mảng người ta lưu trữ cái này các bạn làm cho tiện. Xử lý mảng nó phức tạp hơn nhiều. Đúng không ạ? Ok. Understand. Rồi đến đó thôi. À. Rồi. Tiếp nè. Viết cái anh này, get view. Đấy, cái class holder nè, view holder nè, tôi viết vào trong này để nó khởi trùng mấy anh kia. Đó. Image view, text view, button z, text view. Đó, xong. Book name, price, lương, image. Rồi delete, rồi xong. À. Rồi cái này tạo cái view holder để lưu trữ. Rồi anh này nè, tôi copy luôn. Cái này viết nhiều quá rồi nản. Viết cái này viết cho thuộc. Bây giờ không có gì. Bây giờ nhắm mắt viết luôn ha. Đó, bây giờ nhìn nè. Inflator nè. Rồi inflate hả? Inflator khai báo sao em? Bao lâu hả? Viết vài lần quen à? Viết xong? Em đừng có copy mà em viết. Em gõ. Gõ xong em phải hiểu nó là cái gì. Đừng có copy, em gõ, chịu khó gõ đi. Gõ nó đảm bảo là gõ 5 lần là em nhớ. Trong mấy cái này em chịu khó em ngồi gõ là em nhớ.
Đây, cái inflator đây, ở trên này khai báo đây. Inflator thì cô khai báo trên này luôn. Đấy. Layout inflator. Có hiểu cái layout inflator để làm gì không ạ? À, để tôi chèn hoặc là tôi add một cái layout vào một cái activity hoặc là một cái context nào đó. Ví dụ như các bạn dùng một khi nào nè. Ví dụ như các bạn dùng một dialog. Các bạn mở ra một cái dialog, mà trong cái dialog này phải có giao diện. Thì các bạn phải làm một cái giao diện riêng. Hiểu không? Các bạn mới inflate vào cái dialog đó. Hiểu không ạ? Đây. Cái này một cái get view đây nè, cái này mỗi cái này là một cái view nè các bạn. Ôi tắt hết rồi. Đây. Đây mỗi cái dòng này là một cái view. Hiểu không ạ? Một cái view con, cái này là danh sách một cái list view. List view này là nhiều cái view con. Thì để đổ lên cái view con này á, nó dùng cái get view để nó đổ các bạn. Dùng cái get view này đổ nè. Hiểu không ạ? Đấy, cứ get view, cứ get view nó đổ cái, get view nó đổ, get view nó lại đổ. Ok. Rồi. Tiếp inflate bằng layout inflator đổ layout vào. Thằng này nó viết hơi khó. Bây giờ cô viết như này các bạn coi cho dễ nè. Ủa, fan book adapter đúng rồi, đưa sách down vào. Rồi tôi gõ từ từ thôi cho các bạn nhìn ha. Tôi gõ từ từ các bạn nhìn nào. Inflator. Cái layout inflator. Inflator này tôi sẽ gán bằng inflator. Tôi sẽ gán bằng, tôi sẽ lấy cái context này tôi ép kiểu nó thành activity. Cách viết có khác và cách viết bên kia một chút xíu. Xong cái này tôi mới get chấm get layout inflator. Đó. Được chưa? Tức là cô phải get cái layout inflator của một cái activity để cô hiển thị lên cái activity đó. Cho nên context này tôi phải ép kiểu vào thành activity. R. Đấy, ta trỏ tới cái R. Rồi, layout item book này cô chưa có. Đúng không? À, item book này cô copy bởi vì cái này giao diện thôi. Ok. Tôi vào, tôi new một cái ở đây. Layout. Cô để là sale hóa đơn, sale người dùng thì bây giờ cô cũng để là sale sách, sale book gì đó ha. Sách thì sale sách đi ha. Cái này người ta để là item. Thì ở đây cô sẽ đổi là sale sách, đúng rồi. Được chưa? Rồi sale sách này cô sẽ copy cho nó nhanh ha. Ở trên à? Cái này là cái gì? Ai tầm đâu? Cái này là cái gì? Edit text button. Cái này không phải. Đây à? Đây đây đây. Đây đây đây. Đấy. Rồi. Ông nào ông hát thì ghê không? Ok. Thấy chưa? Cái hình này nó không nhìn hình nó xấu. Hết lỗi chưa? Rồi còn sách down làm chưa? Sách down làm rồi.
tôi tạo cái sách đao nhá. Sách đao. Sách đao. Đấy, các bạn phải đưa sách đao vào đây nè. Bởi vì sách đao khởi tạo phải có context, cho nên new cái này là sách đao. Chấm mở ngoặc là cái này là phải đưa context vào, truyền vào. Tại vì bản thân sách đao nên nó cần một cái đổi số, hiểu không ạ? Khởi tạo ngoài em chịu ạ, khởi tạo trong. Được chưa? Hết lỗi. Delete by đi, làm chưa? Chưa làm. Cái delete này là tôi comment được không? Đúng không ạ? Được. Comment nó lại, chưa làm thì comment nó lại. Rồi, erase sách, sách entry. Đấy, holder. Vậy cái này, ủa, else. Ui. Khoan. Đây, thiếu dấu gì đây? Thiếu dấu đóng ngoặc các bạn ạ. Ô, không phải. Cái dấu, ủa. Ê, khoan. À, cái này không có mở ngoặc. Xin lỗi, mở ngoặc, đóng ngoặc các bạn nhìn cho dễ. Đấy, được chưa? Khỏi bị lẫn lộn. Ở đây, đây sách này chính là cái list ra nha. Get mã sách. Ta có gì ạ? À? Get gì? Get mã sách. Get số lượng. Get giá bia. Mã sách 2 chấm. Giá bia 2. Rồi ok. Còn gì nữa? Tại sao lỗi? À, cô để xét. Xin lỗi. Get mã sách. Lộn xộn quá. Được chưa? Hết lỗi chưa? Chỗ này mà giờ mà gõ lại là hơi lâu ạ. Để mà giảng các bạn chi tiết từng cái một nó nhiều quá. Mấy clip kia cô demo cái chỗ mà custom list view á. Các bạn coi clip custom list view là cô đã nói kỹ rồi. Hiểu không? Nói rất kỹ luôn á. Cô có up lên luôn, video cô up lên luôn custom list view luôn. Nói rất kỹ về cái này. Rồi, và cái nút delete ở trên này tao nhớ nào, nút delete phải viết ở bên adapter. Hiểu không ạ? Rồi, bây giờ cái này chạy được rồi đấy. Chạy được rồi đấy. Sách đao cô đâu? Cô đã có list view rồi. Cô có get all luôn rồi nè. Chạy được luôn. Ok, xong. Bây giờ nhìn nha. Chạy nè. Vào sách activity ta khởi tạo nè. List view. Rồi. Sách adapter. Adapter. Rồi sách đao. Đao. Rồi. Ta có nè. List view gắn bằng. Cái này khởi tạo hoàn toàn luôn. File view by ID. Không có cái này nó bảo null pointer .id .list view gì ạ? Book. Hình như vậy. List view book, đúng rồi. Rồi. Adapter. Chưa adapter sau. Đao gắn bằng new sách đao. Đưa cái context vào. Context của ta là gì ạ? Sách activity chấm dit. Rồi bây giờ nè, cái danh sách nè. Danh sách ta chưa tạo nè. Danh sách nè, array list. Tạo cái danh sách để cái đống sách trong database ra. Sách. Danh sách. Danh sách này mới bằng đao chấm get ôn. Xong. Giờ mình tạo adapter nè. Adapter gắn bằng sách new. Sách adapter. Tôi truyền vào đổi số là sách activity chấm dit phẩy danh sách. Xong. Rồi list view tôi mới set adapter. Rồi đưa vào cái adapter vào. Xong. Ok.
Bây giờ tôi không cần chạy cái gì cả, tôi chạy cái sách activity nhá. Đây. Tôi chạy trực tiếp luôn cái sách activity. Sách activity đâu? Đây. Rồi chạy. Có dữ liệu rồi. Cô làm sẵn rồi. Chờ xíu nha. Bao lâu ạ? Đấy. Rồi bây giờ không cần dùng ông này. Khoan, để tôi cắm cái sạc pin không, tự nhiên nó đang đứt cành giữa đường. Các bạn, những bạn cô nói nè, những bạn làm rồi á thì cố gắng coi clip cô hiểu. Còn những bạn mà chưa làm hoặc làm chưa được á, Dương nè, Hậu nè, cố gắng làm cho cô một phần thôi nhá. Ví dụ như một phần về người dùng, một phần về sách, một phần về cái gì ta, sách nè, rồi gì không, tức là một trong những phần đó. Hỏi đơn hơi khó, một trong những phần đó là được rồi ha. Hiểu không Hậu? Cố gắng coi clip nha. Cố gắng làm cho cô chỉ cần một phần như vậy là được rồi, được không ạ? Không phải làm hết, tất nhiên tất cả đừng có copy hết, đừng copy hết tất cả mọi người, thì cố gắng. Và khi các bạn làm bài kiểm tra, tôi chỉ cần các bạn làm 50% thôi, là ví dụ như tôi chỉ cần đổ ra danh sách thêm được rồi. Thì ví dụ em thiếu cái nào thì cô sẽ bổ sung cái đấy, vì phân loại trong này không có thì bổ sung cái phân loại đấy. Bây giờ cô làm cái phân loại cho các bạn, hiểu hiểu không? Thế các bạn bổ sung vào. Nhưng cái cốt chạy là biết thiếu rồi, lý thuyết nhỉ? Ngủ đã không? Thế hả? Nằm mắt hí, mắt hí mà nó nằm không? Cô ru ngủ hay quá. Chạy chưa? Chạy rồi á, chạy rồi các bạn. Dạ chưa? Hay không? Hay không? Khác ạ. Mã sách tôi đặt là 1, 2, 3, 4. Sao không hiển thị tên sách cho nó đẹp nhỉ? À, tôi chỉ hiển thị giá. Có chứ. Nó ngủ từ nãy giờ. Thay vì mà nếu thay mã sách bằng tên sách thì các bạn chỉ cần thay cái chỗ này thôi. Set adapter đâu? Cái adapter đâu? Adapter đâu? Đây. Chỗ này các bạn chỉ đổi cái này thành cái chỗ cái mã. Mã sách này các bạn để get gì ạ? Get tên sách thôi. Rồi bây giờ ta làm tìm kiếm. Đúng không? Thấy không? Thay mã bằng tên sách đẹp không? Đây. Thay này tên sách này nhìn nó đẹp hơn để cái mã sổ quắc. Ok. Rồi bây giờ nè, tìm nè. Đây, book adapter đây. Cái tìm nè, nhìn nè. Người ta phải tạo ra một cái class. Người ta phải tạo class. Class này custom filter. Thấy không? Cái này nó kế thừa cái filter. Cái này viết chung luôn. Cái này thực ra viết riêng vẫn được, hiểu không ạ? Nếu bạn nào thích á, thì viết riêng ra một class khác và dùng thôi. Không có vấn đề gì, không ảnh hưởng gì hòa bình thế giới hết trơn. Class này là viết trong một class khác, gọi là inner class, hiểu không? Không có đụng cái class nào hết trơn.
Tại vì trong class này thì không thể đụng được class nào hết trơn. Viết ngang hàng mới đụng. Còn viết viết ngoài thì mới đụng, viết trong không bao giờ đụng. Vì cái này cô viết viết ngoài mới đụng. Bây giờ nè. Cô implement. Anh này muốn mà feel nào hiền. Cái khúc quan trọng là nghe nè, nghe. Anh này muốn mà dùng cái filter thì ta phải kế thừa, tức là implement á. Cái này là một cái gọi là interface. Implement filterable. Tiếng Anh đó, tôi học tiếng Anh filterable. Phải phát âm, không có Quỳnh Anh có nói. Filterable. Đọc chuẩn tiếng Anh luôn. Rồi, nó bảo lỗi có nghĩa là chưa implement. Hiểu không ạ? À, ta đưa con trỏ xuống đấy, ta control y cái là nó sẽ bảo ra anh này, get filter này, nó chưa được return, nó bắt buộc phải implement. Được chưa? Rồi, xong. Rồi, ta viết một cái class. Class này nè, private class custom filter. Tôi viết lại giống cái này ha. Custom filter, extend filter. À, anh này. Đấy, filter. Được chưa? Ok. Rồi, nó bắt buộc implement nữa. Và hai ông này. Đây. Perform filtering và public result. Đấy, hai ông này. Perform filtering. Đấy, nó là cái tra SQL. Tức là cái dữ liệu các bạn gõ vào á. Đúng không ạ? Đây. Result. Cái kết quả là bằng filter result. Ta gõ code ở đây. Filter result. Result gắn bằng new filter result. À, cái kết quả trả về. Nhớ là các bạn đang search trên cái gì? Các bạn đang search trên ArrayList nha. Search trên cái danh sách của chúng ta vừa khi nãy lấy ra ArrayList á. Đây, chúng ta đang search trên cái anh này nè. Search trên cái danh list này nè. Đấy, không phải search trực tiếp database đâu nha. Search vào danh sách các bạn đã có rồi. Để nó hay á, nó sẽ nhanh hơn rất nhiều ha. Chứ không dùng câu lệnh là select sa from where, không có. Dùng câu lệnh đấy thì thôi rồi. Rất là chậm ha. Không có nên. Rồi. If cái anh này constraint, cái này đặt là constraint đúng rồi. If constraint này bằng null hoặc cái này bằng trống thì cái này trả về toàn bộ luôn đúng không? Còn ngược lại thì các bạn bắt đầu các bạn mới làm. Ok. Nếu cái này bằng rỗng hoặc bằng trống thì khỏi nói đúng không ạ? If constraint mà bằng null hoặc ôi cha xin lỗi hoặc constraint chấm len cái này mà bằng không có gì thì ta sẽ trả về result chấm value gán bằng trả về luôn array sọt sách. Cái array sọt sách này nè, đâu coi array sọt sách đây từ từ tôi tạo một cái array sọt sách. À, ok, tạo một cái filter là sách filter. Đây, tôi copy ông này luôn. Sọt sách thay vì list tôi để array list luôn được luôn nha. Đấy, list tôi vẫn giữ nguyên, tôi chỉ đưa array sọt sách rồi. Rồi tôi viết một số cái hàm để tôi trả về giá trị nè, cho nó nhanh nè. Đây, cái hàm thứ nhất là hàm notify dataset trên. Cái hàm này có ý nghĩa gì các bạn? Hàm này nó tự động, hàm này là nó notify cái adapter của ta, đúng không? Bình thường ta hay dùng cái này ở đâu ạ? Ở bên cái list view.
Đúng ạ. Tôi notify set trên cái adapter. Ok. Hiểu không? Ừ. Rồi tôi viết cái anh này để nó tự động nó gọi nha. Notify data set chain. Đó, hàm này là một hàm. Hàm thứ hai là chain data set public void. Void chain data set. Data set đưa cái list vô. Array list luôn. Sách. Rồi, dit.array sách bằng dit.list bằng danh sách notify data set trên. Đó. Rồi. Reset data. Đây, cái này là list array sort sách. Reset lại dữ liệu bằng array sort sách. Rồi, filter get filter. Cái danh sách cái này, cái filter cái này ta set đây. Được vào đây. Đó, nếu là sách filter là null thì nó sẽ tạo mới một cái custom filter. Custom filter là anh này. Đó, và nó đi return cái filter sách. Xong. Tiếp. Cái này ta sẽ trả về array sort sách. Đúng không ạ? Rồi viết tiếp anh này. Số lượng count, result count. Số lượng sẽ bằng array sort sách chấm size. Đó. Ok. Rồi. Vậy nếu cái này là null, còn ngược lại không null thì ta bắt đầu search này các bạn. Else không null. Nếu mà cái anh đầu vào mà null thì nó trả về toàn bộ, đúng không ạ? Hiểu không ạ? Còn anh này mà không null thì tôi bây giờ mới search. Hiểu không? Nếu mà null thì tôi trả về cái sort nguyên thủy, trả về cái giá trị nguyên thủy của nó. Hiểu không ạ? Cái gì em? Nếu mà nún thì khỏi sợt. Bây giờ không nún bây giờ mới sợt nè. Tức là nếu như các bạn không có fill vào, hiểu không? Thì nó không có dữ liệu. Thì coi như các bạn phải trả về toàn bộ. Còn nếu fill vào thì nó bắt đầu nó mới tìm kiếm, nó sợt. Hiểu không ạ? Đúng rồi. Rồi, trước mắt là cái array sort sách. Các bạn gán lại cho nó ở đâu nè. Array sort sách phải gán sách đây đó nè. Thấy không ạ? Thấy không? Đấy, gán lại toàn bộ cho anh này đã. Đấy. Gán lại cho list. Gán giá trị ban đầu. Ok chưa? Tóm lại là như này nè. Các bạn có một cái array list. Array list đây. Được chưa? Các bạn để cái này là để tìm. Cái này các bạn tìm. Đây. Được chưa? Fill dữ liệu vào đây đúng không? Hiểu không? Để tìm. Thì có phải array list này ban đầu á là nó đổ dữ liệu ra đây không? Đổ dữ liệu toàn bộ ra đây đúng không ạ? Ok. Thì tôi tạo một cái sort. Array sort trung gian ở đây. Tôi tạo một trung gian ở đây. Đúng không ạ? Thì khi tôi tìm thì tôi nạp cái trung gian này vào. Hiểu không? Cái tìm kiếm đó tôi nạp cái trung gian này vào để tìm nè. Hiểu không ạ? Thì ban đầu cái trung gian này tôi gán đúng bằng array này này. Thì nếu cái này không có fill vào thì tôi có phải lấy toàn bộ không? Hiểu không ạ? Không fill gì cả, tôi tìm toàn bộ đúng không? Tôi lấy hết. Bây giờ tôi fill là A, B, C vào đấy. Thì phải là nó sẽ lọc anh này ra, lấy ra A, B, C và tôi nạp lại vào đấy không? Hiểu không ạ? Đó là cơ chế tìm. Cái array này vẫn giữ nguyên nha, không có mất nè.
anh này mà không giữ nguyên nó thay thêm sửa xóa thì nó sẽ mất dữ liệu đúng không? Hiểu ý không ạ? Khi anh xét anh này mà không có gì xóa trắng thì nó lại xét về anh này, xét về toàn bộ, hiểu ý không ạ? Ok, cái anh này là anh trung gian nè, đấy anh thương gian đó đúng không? Ok, hiểu không ạ? Trung gian để tôi đừng cái kết quả, hiểu ý không? Trung gian á, để tôi đừng cái kết quả. Ok, cái trung gian này đầu tiên tôi gán bằng full, sau đấy tôi search được bao nhiêu thì nó fill bấy nhiêu, nó lọc theo anh đấy. Ok, ừ đúng rồi. Rồi bây giờ nha, bây giờ lọc nè, bây giờ mới là lọc nè, đúng không ạ? À coi nha. Rồi ta lấy list sách bằng new array list, tôi lấy array list luôn khỏi list. Rồi ta for cái p này nằm trong array sách, là nằm trong cái list của tôi đúng không ạ? Get, nếu mà nó bằng thì tôi bắt đầu add vô, à rồi value add lại như cũ, add lại cái value đây. Đây nè, tôi sẽ giải thích cái đoạn code này các bạn coi ha. Đây là cái danh sách, cô đặt là danh sách array list get mã sách. Đây là sở theo mã. Nếu cái anh này, nếu cái p tôi duyệt cái danh sách sách đúng không ạ? À, xin lỗi, tôi duyệt cái list danh sách của tôi. Nếu như mỗi phần tử của nó tôi ghét cái mã sách, tôi uppercase là tôi đưa về hóa hết hoặc thường hết, hoặc các bạn để lowercase đều được hết. Chấm start with, tức là cái này nó không phân biệt từ hóa, nếu nó bắt đầu bằng cái anh này, cái giá trị constraint là giá trị đầu vào các bạn gõ, hiểu không ạ? Thì tôi sẽ add cái anh P này vào cái list danh sách này. Sau đó tôi sẽ trả về như sau: Reason.value thì gán bằng danh sách ls sách, và Reason.count thì tôi gán bằng ls sách.size, và tôi trả về cái Reason. Đây, ok chưa? Rồi tí nữa tôi chạy tôi demo cho các bạn coi ha. Tôi gõ một cái pack, nó so sánh cái chữ đầu tiên trùng, nó hiển thị ra. Nó so sánh từng chữ một, ok, nó hiển thị ra. Tôi tí nữa tôi test một cái tên. Nếu tôi test tên thì chỗ này là ghét gì đấy hả? Tên chính xác, hiểu không? Nếu mã tôi để mã, còn tôi so sánh tên, còn chỗ này tôi để là tên. Xong chưa? Nhớ là có đổi tên rồi nha. Rồi còn public reason, à kết quả nếu cao, reason mà cao bằng 0 thì tôi notify nó, set invalid, valid noti data set invalid notify. Rồi còn nếu như ngược lại, cái này cái reason này nó có kết quả thì các bạn lấy là array sách, à gán bằng cái list danh sách sách, đưa vào set trên. Đấy, anh này cập nhật lại danh sách này, cập nhật lại này, list gán bằng array list đi ha. Đó rồi, tôi chạy một cái các bạn coi ha, chạy cái chờ xíu. Cô chạy cô giải thích tiếp các bạn coi ha. Đấy, xong. Tìm kiếm này nó chạy nhanh hơn cái tìm kiếm từ database lên nhiều lắm rồi. Chạy lại như này, tôi có là HTML và CSS Android cuốn kỹ H, có hai chữ H này. Bây giờ tôi gõ một chữ H này như này, không cần hoa hay thường, tôi gõ chữ H cái. Rồi, lỗi ạ.
À chưa chưa, tôi đâu viết cho cái activity đâu. Xin lỗi, tôi mới viết cho adapter thôi. Sorry. Tao phải viết ở bên activity. Được chưa? Rồi một cái nha, các bạn search gõ cái nó cũng ra là một. Thứ hai gõ xong nhấn tìm nó cũng ra là hai. Hai cái này đều được. Ok. Rồi, bây giờ sửa lại. Cái này là mới viết bên adapter thôi. Bây giờ tao viết bên sách activity. Ta tạo cái edit text. Edit text. Tìm file filter file value. Rồi, tôi đổi thành file value đi ha. Gán bằng by view by dir by view by dir chấm id chấm edit text là cái gì đây? Cái này là edit ed short book. Được chưa? Rồi bây giờ mình xét sự kiện nhanh này. Rồi tôi làm bất tần luôn nè. Bất tần button search file. Cái này là button team. Đặt hơi rối ha. Button file gắn bằng file view r.id.button tìm. Ok. Rồi bây giờ cá mới viết cho anh hai anh này nè, anh file cái edit text anh nha. Viết hơi bị đuối ha. Đắm đuối luôn. Đây. Đâu rồi? List book activity đây. Ôi. Option. Đây, text filter nè. Cái này là gì? Cái này là insert. Cái này là gì các bạn? Item, cái này vào cái gì? Vào insert. À, update chứ quên. Rồi, đây. List book. Set fill, text fill label. LV book. Rồi, edit text. Edit text, add text, set change listener. Đấy, anh này mình bảo đào nè. File view value chấm set text change. Check gì? Change listener. Ủa sao xin lỗi? Add text change như quên. Listener new add text change new text watcher. Đây before text change là áp dụng khi các bạn gì đấy ạ, trước khi cái text này đổi on, tức là nó là đang gõ, còn after là gõ xong rồi, tức là kết thúc, giống như các bạn cái này nha. Nhấn phím on key press trong cái chỗ guộc á, HTML á là có on key press là nhấn phím vào nhả rồi, còn on key down là nhấn phím, on key up là nhả phím, hiểu không ạ? Tức là trước, trong và sau. Đây rồi bây giờ nè, tao gọi nè, trong khi nó gõ nè, đây system in ra chuối, đây là in ra ngoài các bạn nhìn thôi, cái này không cần. If count, if cái count này nè mà nhỏ hơn cái before thì các bạn adapter reset nó trả về, còn nếu không các bạn bắt đầu gọi đến phim
bỏ cái dòng này để in ra thôi nha, để kiểm tra thôi. On nhức đầu không? Ừ, kệ nó đi. Rồi, còn mấy ông này không làm gì, có tùy xử lý sự kiện nào. Tôi xử lý sự kiện gõ xong, cái này bắt buộc phải để nha, không viết cũng phải để. Nó bắt buộc override mà. Ok, vậy thôi. Rồi, cái list view set cho tôi cái gì ạ? List view set text filter. Xong. Được chưa? Hết. Rồi, còn cái này là create option. Cái này là option menu. Cái này là option menu. Chưa làm vội ha. Rồi, chạy lại nha. Giờ mới chạy được nè. Khi nãy là chưa có set cái sự kiện cho nó là nó không chạy được đâu. Một bài mà vừa làm vừa giải thích nó dài quá trời, có một đoàn thôi đó. Cô gọi chữ H nè. Những cái gì chữ H nó so sánh, nó so sánh kỹ từ đầu nhé. Nhớ nè, tình huống này là nó so sánh cái kỹ từ đầu tiên. Ví dụ như mã HHT. Anh kêu mất. Đúng ạ. Được chưa? Rồi ví dụ như tôi có A Android. Đúng không? Đó. C K. Nhớ nè. Vậy khi tôi fill nhìn nè, nhìn các bạn nè. Nhìn nè, nhìn nè. Cái này nó không tìm. Cái này nó không tìm theo kiểu là nó gần đúng, mà nó tìm đúng theo bắt đầu từ ký từ đầu tiên trở về sau. Nó nằm ở đây nè. Nó nằm ở cái câu này các bạn nè. Tôi lấy cái tức là khi tôi lấy một cái danh sách. Đâu, tôi lấy một cái danh sách xong tôi duyệt từng phân tử trong danh sách. Nếu cái phân tử nào mà có cái ký từ đầu start with, đúng không ạ, bằng với con trên thì nó add vô danh sách, được không, hiểu chưa? Nhớ là lấy ký từ đầu, mà cái con trên này là nó một cha sequence, tức là nó nhiều ký từ liên tiếp, nó so sánh ký từ liên tiếp, hiểu không ạ? Đó, đấy là cái nguyên tắc, nguyên lý tìm kiếm của nó. Ok. Đó vậy thôi. Bây giờ đoạn code này nhìn nào. Bây giờ nè, cái filter, riêng cái filter đã lọc được rồi. Nhưng mà muốn lọc theo ý mình các bạn phải viết lại. Nếu lọc có một chuỗi, một danh sách mà chỉ có một chuỗi thôi. Hiểu không? Nếu là cái list này là chỉ có một string thôi, không phải là sách mà string thôi thì dễ không ạ? Dùng filter là xong luôn. Nhưng bởi vì cái list này của ta là một cái đối tượng, một cái object. Trong cái object này nó nhiều thứ lắm các bạn. Nó vừa chuỗi, nó vừa số. Vậy tôi khi tôi lọc, tôi phải lọc theo cái gì bây giờ? Đúng không? Tôi lọc theo mã, tôi lọc theo tên hay tôi lọc theo số lượng, hiểu không ạ? Bởi vậy tôi mới phải viết lại, mới có custom filter là vì thế, hiểu ý chưa? Mà tôi viết lại thì phải theo nguyên tắc của nó. Bản thân anh filter này tôi kế thừa ông á, thì trong filter này có cái đối tượng là cái region. Cái region này nó có hai cái property là value và count. Value trả về cái giá trị cái array list đó. Còn một cái count này trả về cái số lượng của nó. Hiểu không ạ? Nó bắt buộc các bạn phải làm. Hiểu không? Và kết quả return trả về phải trả về cái result. Hiểu không ạ? Các bạn đừng có thắc mắc nhiều, cái này là nguyên tắc để viết.
Vậy bạn hiểu, vậy tôi muốn tìm cái gì tôi sửa đâu? Tôi sửa đây. Hết chưa? Xong, vậy là đủ. Cái điều kiện này là điều kiện để tôi tìm nè. Tôi start quit hay là cái gì đó, hay so sánh equal, ignore case, tức là so sánh bằng chính xác hay là như nào đấy. Đó là do mình thiết lập. Cái chỗ này là do mình thiết lập các bạn ạ. Hiểu không? Còn những cái khác là của người ta. Hiểu không? Mình tìm theo tiêu chí gì là nó nằm ở cái đúng cái lõi này thôi nè. Hiểu ý không? Ok. Rồi bên này cũng vậy. Sách activity. Bây giờ mình bắt sự kiện này là sự kiện add text trên listener là gì, để làm gì? Khi cái text khi tôi gõ nó thay đổi. Khi chưa có gì tôi gõ A vô có phải là text thay đổi không? Đó, nó gọi đến sự kiện, nó bắt được sự kiện này. Thì nó có ba cái trạng thái của sự kiện nè. Before text trên, trước khi text trên, sau khi text trên và trong khi text trên. Đúng không ạ? Tôi xử lý code. Nếu nó trên thì sao? Nếu cái count này mà nhỏ hơn cái before thì nó không có gì các bạn. Tức là không gõ. Hiểu không? Không gõ thì sao? Reset data, tức là dữ liệu trả về toàn bộ. Hiểu không? À, giữ nguyên toàn bộ. Còn nếu không thì tôi gọi đến filter, get filter thôi. Cái filter thì bên kia mình viết rồi. Hiểu không? Tự động nó sẽ lọc thôi. Hiểu hiểu ý không? Viết riết nó quen. Viết riết quen chứ không phải viết chết quen nha. Ừ. Ok, hiểu hiểu chưa? Hiểu hiểu không? Ok. Understand. Đấy. Thì bây giờ ta thì nhắm vào ta cái phần lõi nào các bạn hiểu. Được chưa? Ok. Xong chưa? Dừng được chưa? Stop nha. Stop here nha.